xuống dưới nhà nhà lòng bánh trái dưới này nè. Cái gì vậy? Cô băng gao. Cái thêm hay gì vậy? Dạ. Quá trời lỗ tiền băng. Dạ. Có vợ nhờ ở bên Mỹ là người ta về người ta ủng hộ cái chị bán dưa hấu hả chị? Ờ, chị bán dưa hấu rồi rìa cam cả chị dễ quá trời. Mỹ giờ ta cũng bệnh hoạn ta cũng mình đó, ta lo ta rồi. Tại vì ta quay được đây. Nó đắt. Quay cho mình đắt ha. Chúc mấy chị gần xa Tết vui vẻ nha. Kêu ủng hộ cô đây. Rồi cái gì ủng hộ cái cộng sơn mình. Con gì lại trà chị ơi. Cái này có đẹp gái quá trời. Xin gái. Cái này không gái chứ ai. Dạ, cảm ơn chị. Đây, khô miền Tây, khô miền Tây. Khô, nó khô quá trình luôn. Đủ loại khô em. Dạ. Khô này khô miền Tây mà. Khô này khô gì anh? À đó cá hấu. Khô cá hấu. À cá hấu là trộn gỏi ngon lắm. Nước này trộn gỏi hả anh? À trong cái lá trộn gỏi. Làm gỏi xài gỏi dưa leo rồi ngon lắm. Bán cũng nhiều loại cá. À, cá đó cá lẹm cũng trộn gỏi luôn á. Trộn gỏi. Khô cá lẹm. Khô cá điềm kiềm. À cái đó có cái người ta có cái kiều kiềm, có người kiều trình. Khô này. À cái đó cá mối vậy vậy đó dạng cá mối mà mối dụng em ơi. Dạ. Thì đó là cá đổng ngọt. Anh bán khô này ở đâu? À, bán khô cũng ở Mó Cày mình nè. Cày hả? Mó Cày. Tôi vô thấy quen quen mà tôi không biết à. Cũng bán cạnh trên đây nè anh. Anh bán khô đang gặp anh bán giải trên đây nè. Anh ở đâu về đây anh bán đồ hả? Tôi bán. Ở bán hả? Bên đâu? Đây nè. Đây hả? Em bên đây chưa biết đâu nữa. Ai biết đâu tưởng anh ở bên bả là bên Cali chứ. Đúng dịch bệnh anh về đây anh làm ăn chứ. Bên tôi đâu có gì hết. Phải không? Dạ không. Dạ không hả? Ủa anh hỏi dịch là bệnh đó hả? À bệnh dịch là Covid-19 đó anh. Ở đâu là cái vụ dịch và ăn ngoài chợ. Anh đang chạc tuổi nhiêu ạ? Cũng 6 mấy vậy. 6 mấy tuổi hả? Ờ. Em nhìn anh còn non quá hả? Ừ, tại nói không có mệt đi tới luôn rồi nó dạ. Sung sướng. Em tưởng anh cỡ 55 à. Đây 6 mấy rồi? 6 mấy rồi. 6 mấy rồi anh?
không nhớ rồi đó, bà già bà đẻ tôi chưa có biết vậy đó. Mình hay là tôi chưa biết vậy á. Em chạc ba em cũng 59 nè, anh theo mấy người anh em cũng vừa đó. Hồi đó bà già đẻ ra biết liền không? Hả? Bà đẻ ra biết liền không? Chớp mắt hà chứ không biết nhiều. À, thì bởi vậy tôi khóc không chứ đâu có biết cái gì đâu. Bởi vậy khóc khóc mà chớp mắt á. Dạ, ai nói nhiều cho nhiều hưởng nhiều. Như mình sống á, không biết mình hồi nào xanh, người chết cũng đâu biết nhiêu tuổi, người ta ghi không à, ta cho như cho, phải không? Nhưng mà mình đi học cô giáo, thầy giáo cũng phân biệt mình bao nhiêu tuổi hay tuổi gì, năm xanh rồi, mình học mình cũng không hiểu đâu chứ. Cũng phải hỏi. Chị Liên nay nhiêu tuổi chị Liên? Chị Liên nay bốn mấy tuổi rồi. Mày nhớ đâu sao mấy 70 gì mà nói gì ngọt lại. Ủa sao bốn mấy thế vậy? Sao mình nói chuyện gần xa, mình đừng có nói láo, mình bốn mấy tuổi nữa thiệt. Láo đầu láo tuổi nói nào vậy? Vậy cho tôi quá. 10.000 chấm hấu à, 10.000. Chị nhớ gì, cơm Cẩm Sơn nha. Ủng hộ nghe, ủng hộ nghe. Khô gì cũng có, 10.000 cho lên mua đi. Nhất là em gái của em Quy á, em gái đẹp quá trời luôn á, thấy thương. Quay qua anh này là bả là người đẹp ở Mỏ Cày nè. Dạ dạ dạ, ổng là người đẹp ở Mỏ Cày. Người đẹp nhất, nhất ở Mỏ Cày đó mà ông ra ổng có sổ gì đó. Ba chục, đứng dậy luôn. Bé mà đẹp, ba chục. Ông ra ông sang khổ vậy. Ủa ổng ổng bạn bạn kêu bằng đồng gì? Hả? Đồng gì? Đồng gì với cậu? Đồng 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 nghiệp. Đồng nghiệp. Bán giải chung. Vậy ấn khơ kêu bằng đồng gì? Hả? Ấn khơ kêu bằng đồng gì? Cũng đồng nghiệp chứ gì sao vậy? Con này con hút vô nè. Ấn khơ kêu đồng gì đồng cổ. Con này con hút vô nè, con này con hút xanh nè. Căn thử tên thăm nè, giờ ta nửa ký luôn đi. Thôi ít thôi. Tết Tùng nên làm bãi nhìn khách khá đi. Thôi đâu có ăn Tết này đâu. Để dạ anh. Ăn ngon rồi đó. Ngon, mềm cá rất là ngon. Cậu con hút giùm con nữa, nè, 1 ký. Căn cho 30 triệu á, hơn 100 gram. Khô lại ho. Ờ, hỏi ổng cái nào mà một ký vậy hả? Khô lại ho đó đó. Là ho đó. Nếu mà bán xa là 2.8, bán gần 2.7. Còn cậu sao mua bán nhiêu? Hả? Cậu sao ổng mua bán nhiêu? À, anh chơi qua cái đó, hai bán em rẻ, anh chơi 150 sao? Cái kia kìa. Bán 360 lần. Cái này bán 160. Bán 160. Sao mà bán 7 tháng? Gì vậy? Mình dễ đồng hương mà. Đồng hương không? Chứ ăn ở tỉnh khác nữa là em bán 280. Bây giờ con cá này không cầu có cái đầu tôi mới mua. Bên kia đi anh ơi. Giờ cắt đi, cắt rồi cây, cắt đi, cắt qua. Muốn mua con cá này có cái đầu như con cá này vậy nè. Thôi giờ lỡ rồi, cắt gắn qua đi. Như con cá mất đầu rồi mất giá trị hơn. Bây giờ làm sạch sẽ bán cho anh mà anh còn không đồng ý nữa em cũng biết sao tính anh ơi. Mà tôi mua muốn toàn diện chứ ông nghĩ con cá kèo ông bán cũng có đầu. Con mực cũng có đầu. Rồi nói em chịu mà giờ hai thứ này cái nào cũng có nguyên có nữa đó. Lô. Cá kèo này đâu vậy anh? À, cái kèo này của anh với miệng Duyên Hải á. Duyên Hải Trà Vinh á, nó làm ốp dạng nước mắm thôi chứ không ốp muối. Nước mắm xương qua nó lạc. Nước mắm xương qua nạt thôi đó. Cái đó 120 bán canh cho mắm hả? Đây. Vậy là mình mua ký khô rồi hả? Có khô này 28. 28 khô này đâu ạ? À, khô này của con Châu Đốc làm. Châu Đốc làm hả? Tại vì nhà Khánh thì tại ta đâu có uống bia. Không uống gan nhé. Hả? Nói gan gì mà? Cái con này nó lớn lên rồi tao. Nó không ngon thì gan đổi lại trời ơi. Nó mất đầu mà nó có rau. Cái gì nó mất đầu mà nó có rau. Cậu nó ngắn đòn. Cái này là nói chung lên là hàng là cái mực lá đó chứ không có mực bậy đâu. Để bán quen mà. Quay gì vậy? Dạ. Em quay đăng lên YouTube cái gì? Chơi hay gì? Dạ. Nói nha. Dạ. Vô quay đồ chai cô lên thì bớt 10.000 dĩa còn ngon. Dạ. Dạ dạ. 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 Trăm là vô phương trăm gió. Không, bà đặt đồ rồi tôi lựa đồ ngon cho bạn không á chứ không ấy vậy đâu. Nó xài qua hàng khô, cái là khô bán đắt à. Cái khô khô. Khô đồ hả chú? Đồ. 32.000. Nửa ký thôi, đang nửa ký này. 32.000. Nửa ký thôi, dư lấy ra. Đi mua khô gì vậy vậy? Thằng mực dạng tốt ha. Ờ, lựa hay, vừa tới luôn á. Đây. Cái này là khô gì ta? Hả? Khô cá đường.
đường hả? Cái khúc cổ hả con? Gì khúc cổ vậy? Ừ. Trời lúc này ấy dữ lắm mà. Ấy bán khô từ Sài Gòn vậy đấy mà. Bán từ ở ở Mỹ Mỹ Tho. Cả vừa bán vừa bóc túi ta đổ gì đây. Đúng rồi, với dê gái quá nhiều quá. À, cỡ như em là vô đây cũng được nha. Lên tình trả là chết. Chết vậy hả? Nó về dữ lắm. Dê chứ đâu có làm ăn được cái gì đâu. Vậy chứ mà ta ghé. À như tao vậy nè, sắc thú à. Tao có dê mà tao rề rề tao trù luôn. Quá rẻ. Có đâu mà có đâu. Đây đúng cái này là cái được cái nè nè. Không có em hỏi lắm em được đó. Không cái gì em bấm máy nè. Nhậu ơi Khang ơi. Nhậu không? Muốn thôi nhậu mà. Chơi vui nè. Có đây có sẵn có đồng quê nè chơi luôn. Đồng quê ơi. Đồ chai của Dĩ ngon không hả? Ngon thì mốt sáng xuống đi ăn. À, có xuống chợ thì ghé ăn sáng cũng được. Bây giờ cô vô cô đơm cho dĩa cơm ăn miễn phí thì quay cô dĩa cơm. Con ăn sáng rồi. Dạ hả? Dạ, con ăn sáng rồi không sao đâu. Không sao đâu gì. Dạ thôi được rồi, Con ăn sáng rồi tí ăn nữa không? Để có 10 ngàn con ấy cô miễn phí nha. Thôi, con ăn sáng rồi, hồi nãy con ăn rồi. Con dân chơi hả? Dạ. Cái này quay chơi hay là quay sao? Dạ, con quay lên YouTube phát cái này là món gì vậy gì? Dừa kho, cũng món đồng quê. À, cái này dừa kho. Cái này là đậu que xào với ấy. Cái này bán đồng quê thôi. Dạ. Cái này gì quên. Đậu bắp. Đậu bắp. Con này đậu hũ xích cà. Cái này dưa leo. Cái này kho. Cái này nấm nấm gì á? Nấm bần ư? Có bữa làm này nữa. Cô làm nhiều món lắm. Cái này thịt heo quay. Thịt heo quay hả chị? Cái này là thịt heo quay chay hả? Chay, tụi là cô bán chay không? Dạ. Đó, vậy á. Cái này lạ quá ha, con coi thử. Vừa kho. Cô vừa kho với vừa kho nhiều khi học vừa ăn lắm. À. Vừa của mình đấy. Dạ.
Thôi, dì khỏi làm cho con nha. Con hồi nãy con sáng rồi. Con cảm ơn dì dạ. Đồ nhà ăn dĩa cô bán trung bình vậy. Gạo dạ. Thì cô nấu, có bữa cô nấu gạo tắm, có bữa cô nấu gạo thơm. Ừ. Ngon. Dạ. Bữa nay người ta ít ăn chay quá, cô bán cũng hơi ế. Dạ. Cô làm đồ ngon lắm. Dạ. Có bữa cháo lụa, cháo đồ đủ thứ. Dạ. Ở trước thì dì bán bán lụa chay. Bữa này con cái gì nhỏ chị gửi. À cái này bữa chị kia gửi. Gửi cho cha người tâm đó. Đó chả nữa. Kia thì bán tàu thử ki rồi này kia. Chả. Ừ. Đây là chả chay, nem chay. Dạ. Nãy giờ Khánh đi dài dài thì Khánh cũng khát nước hơi hơi mà chưa dám uống nước. Cái đi ngang cái cô này ở đây á, cổ bán lá sâm. Lá sâm mà có nước cốt dừa ngon quá. Cô làm cho con 2 ly ha. 2 ly ha. Hôm nay uống liền ha, đi đem về. Ủa, một ly uống liền, ở đây có đá, có nước cốt dừa gì. Nó không uống. Cô làm nước đường. Đá. Ở này gì bán thêm chè bưởi nữa vậy? Ờ chè bưởi á. Chè bưởi không? Vậy là nhiêu ly gì? 5.000. Để thôi. Có gì nữa không? Gì không? Đúng rồi. Rồi con lại ẵn con ngồi nha. Con chút nữa người ta ly. Lấy uống thuốc không? Dạ hơi thở vậy được rồi chị. Đi em bây giờ. Không, uống thuốc cho con kêu nha. Không, uống cà đôm thôi. Bán 220 không mua hả? 21 chứ. Quay nữa thịt. Lên Từ Thành luôn. Lên Từ Thành luôn. Con không có đi học hả? Chủ nhật. Đúng rồi, bữa nay chủ nhật. Đi theo mẹ bán vậy hả con? Học lớp 5 chưa? Lớp 6 hả con? 12 vậy. Láo láo không vậy? Có học không? Hả? Không vậy chứ mà mềm dẻo không? Mẹ. Mẹ. Cái gì? Bắp nhà chị nấu luôn hả chị? Chị bán bắp ngồi ở sau lưng cái bên sạp của tụi Sơn. Cho nên là Khánh chạy lên đi chơi. Chị bán bắp với bán mận nè. Bán lỗi nè. Bán đậu phộng nè. Cẩn thận nè, bỏ vô nè, nè. Đừng tới nó. Ăn uống gì đâu. Mua nhiêu ký hả con? Dạ, cho nó hộp được rồi, cho nó hộp. Bỏ vô trong cái cánh mũ đi. Cho nó hộp được rồi. Ăn uống vô rồi, được rồi. Cảm ơn chị đây, cảm ơn. Cảm ơn chị. Nè, nhiêu đây đi. Dạ, tôi đi qua nó bác bữa nào lắm đi. 8 tầm là nhiêu tầm lắm. Không? Giờ nó sẽ ngon không? Ngon lắm. Không có cất lửa cái mềm đó. Không biết bán không? Dạ. Không biết bán hả? Không. Rồi. Rồi. Bán. Bán. Ê. Mẹ. Giờ bán là bán lỗ, không đã. Trời ơi, nó ấm được mới tới mà nó nhẹ. Nó ấm, mà người ta nói một câu là chiến tranh không ấm bằng người tình chung. Cái bông nó đẹp đó. Đẹp không? Đẹp, bà không nó đẹp hơn cái bông đẹp đó. Trời ơi, có người mua rồi. Đang giờ làm gì hả? Quay gì hả? Con quay phim. Con đưa gì lên đo Mỹ luôn. Bán cho 200 luôn nè, bữa nay là bán giá vốn hiện tại nha. Chứ hiện tại lấy hồi đó thì cái giá lời.
Mấy ăn trước thì có lời. Nếu mà giờ ra chỗ khác mua thì mắc hơn hả cậu? Hơn, tại vì đi lấy 201 rồi. Mà tại hồi đó mình lấy rẻ thì giờ bán quán có lời rồi. Biết lời vậy đó. Mình nó làm mình hai da hả? Hai da. Hai da là sao? Đây nè, hai da là đây nè, cái mền nó vậy nè. Bên đây da hai miếng da giấy lại nè. Là hai lớp phải không? Hai lớp. Mình hai lớp. Ăn chín thôi. Mỗi một tí. Đi mua đi 10. Đi mua cái màu này nè, màu này với che gà vậy? Mai áo gà. Hả? Áo gà. Không, mây mùng gà hả? Ừ. Mây mùng gà mấy cái này chứ. Nè nè, cái này cái khúc này mấy thước? Mấy thước hả? À. Đôi thì nhiều là bớt thì tao lấy hết cho. Mây mùng gà chứ lấy màu vàng này. Rồi sáng thì con phải nhảy lên kia, nhảy bộ nhảy lên kia, lùm cái đằng cứ hay à. Hỏi tôi mua đò tôi bớt cho. Cái người thì mai mùng heo, người mai mùng bò. Mùng gà. Mùng gà, mùng gà. Cái này hầu nước á, hai thước 30.000, hai. Chị cuối luôn, khỏi lo. Bốn mét rưỡi chị ơi, được không? Hai cái mùng á. Tính gì bốn thước luôn mà đừng nói ai nghe. Nói ai? Chị nó bổ rồi. Nói ai chỉ tôi nói. Vậy, đừng có nói ai. Có 15 ngàn thước, cậu hai thước. Câu nói kinh điển của cậu Sơn là đừng có nói ai. Đây. Rồi phải nãy không mua cá tôi tặng cá cho. Tặng vịt khô cá lò thò nè, 250.000. Mua 4 chục gà là tặng 250.000. Cá khác cô khô khác. Vậy thôi đi ha. Có cá rồi thôi. Đó quay cái người đẹp này nữa nè, người đẹp đó quay lên cho lên mạng đẹp. Tới cái gì đi à. Thôi. Quay phim nữa. Quay phim đâu đó, đẹp đi. Đẹp trai chiếc chợ á. Đẹp trai chiếc chợ. Hả? Giá định đang quay phim. Rẻ chứ nhóc. Làm gì mấy đồ không? Máy hả? Bông mới được hả? Cái này, cái máy cái này cho nó rẻ tiền. Rẻ hay. 15 ngàn hết mà khỏi bị chản vậy nè. Chị mua nhiều quá tôi bớt cho. Mười mấy thuốc này chị không đủ nè. Mua nhiều nhiều nhiều. Mua giải đi cô ơi. Thôi giờ mua 15 thuốc để tặng cho cô. Giải đi cô. Cái này nó thể vốn 14 ngàn á. Lời 15 thuốc thì đủ. Cầm lên đây cưng. Lời có cầm lên 15 ngàn cái gì. Mua nào ghé lựa đi mấy cô mấy chị ơi. Đây. Mời nó 150 á chê. Nó mới ôm 15 ngàn cái lựa cho. Vâng, liền tay vậy hả? Có 5 ngàn. Đâu có cái đó, cái đó không phải dài mà cái đó salon. Không có tròn hả? Không có tròn hả? 13 hả? Hả? Có. Còn 4 mét hả? 13 ngàn hả? Không có lời quá ta. Thôi kệ bán như vậy luôn. À, bán tròn vậy. Bán này tôi cần thử một cái nha. Có lỗ không? Cần thử không? Có lỗ thì ráng chịu chứ đừng nói ai cái vợ tôi nó đầy tôi nữa. Đây. Đây. Còn tròn nè. Tròn dài. Tròn đó cái đầu này tròn kia dài. Bán chị 50 ngàn á. Cái này dài nè. Ở cái thước 8 chứ thước 8. Cái đó tại bằng dài bằng tròn á. Cái 8 là chuyện dài còn chuyện ngang nhiêu ạ? Bỏ ra 100 ngàn thì bán mấy bà 80 thôi. Ý là tôi hỏi sợ không bán nhà. Chứ sao lúc rời giải hết ai mai rồi. Tại tôi không có tiền. Cái này đẹp nè. Chứ sao ai được tiền rồi tiền rồi mai nữa. Lúc rời người ta lãnh mai đồ nó không có lãnh luôn. Cái mà này đẹp quá à. Nói không rồi, bằng dài này nhiêu ạ? 50 luôn đi. 13 thước, 15 thước. Vậy. 14 hả? 1. Cái đó sao? Quỷ. 2. 3. 4. 5 thước đó cha. 7 rồi. Đó là bằng dài. Bắn lỗ mà cũng có tiền. Màn á bà. Màn hả? Cái màn mây sẵn. Màn mây sẵn á, che nắng che mưa mấy bà. Cái màn mây sẵn nè mẹ ơi. Cậu mua thước đây nè, thước nhóc đây nè. Luôn đủ luôn rồi. Đi chợ mua mùng mua mền mua màng. Đây nè, cái này 10 ngàn thước đó mấy cô.
con coi cô đeo cái nào này sạch hay màu xanh mày già thích đỏ nhỏ thích xanh mà xanh tỏi có cá không ngon lại vậy nè không đúng quá bữa nay không mua thiệt bán hàng sáng giờ có lời đâu hết trơn á ông cầm lại bán lẩu không hả cậu ủa giờ mua cái này nhìn bà con hả đi rồi hả nhìn đâu